ta trả mình bao tiền tháng anh nhỉ? Bây giờ nó bỏ nó giảm 1 triệu. Anh biết bọn này đâu? Không biết đâu, có cái thằng nó hay là cò ở trong bến này. Thấy dán cũng nhiều quyết đấy anh nhỉ? Nó dán hết cho bến rồi. Dán nó hỏi, nó dán trong bến này mấy trăm xe. Mấy trăm xe cả? Hơn 200. Được 2 tháng rồi. Nó có trả đều tiền không? Đều tiền hết. Nó giả tháng nào nó giả đứt tháng đấy mà. Nó không nợ đâu. Bọn này toàn bọn đầu gấu trộm cắp ở đây làm này chứ. Này bọn anh nằm theo bến thôi em ạ. Chứ cái này là bọn anh mà làm linh tinh ra ngoài làm bọn bảo kê nó bảo kê được. Em hiểu chưa? Em nhìn xe nào nó cũng dán. A139 xe cắm đầu A139 nhé. 163.